Thưa quý vị, chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất đối với loại đất ban đầu. Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan nhà nước. Vậy cụ thể đó là những trường hợp nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục Q&A ngay sau đây. Cụ thể, khoản 3 điều 121 luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định về 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất khác trong nhóm đất nông nghiệp, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ. Khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong hai quý đầu năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 2.000 căn hộ chào bán mới. Trong đó quý 1 có khoảng 500 căn, đến quý 2 thị trường ghi nhận thêm 1.200 căn hộ nằm tại khu Đông và khu Nam thành phố. Hầu hết các căn hộ được chào bán trong nửa đầu năm là từ các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo. Chỉ có 2 dự án hoàn toàn mới là The Aurora ở khu Phú Mỹ Hưng với 82 căn và dự án Eaton Park 841 căn ở quận 2. Trong khi đó, tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới trong quý 2 năm 2024 tăng gần gấp 4 lần so với quý trước, đạt sấp xỉ 8.500 căn. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung nửa đầu năm tại Hà Nội cao nhất ghi nhận được kể từ năm 2020 đến nay. Báo cáo nghiên cứu thị trường 6 tháng đầu năm 2024 vừa công bố của Savo Việt Nam cho thấy có nhiều điểm tích cực ở hầu hết các phân khúc, trong đó căn hộ thương mại đã có thanh khoản gia tăng mạnh. Cụ thể, trong quý 2 năm 2024, nguồn cung sơ cấp căn hộ thương mại tăng 14% theo quý nhưng giảm 3% theo năm, xuống 5.635 căn. Nguồn cung mới trong quý 2 tăng 87% theo quý và 215% theo năm, lên 1.186 căn từ 2 dự án mới và 8 đợt mở bán tiếp theo. Trong đó, hạng B chiếm 71% thị phần nguồn cung mới. Nguồn cung sơ cấp trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định theo năm ở mức 6.751 căn, trong đó hạng B chiếm 57% thị phần, tiếp theo là hạng C 39% thị phần và hạng A 4% thị phần. Tình trạng cửa hàng kinh doanh đóng cửa, chủ nhà sốt xì xịt tìm người thuê đã diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm như Kim Mã, phố Huế, Giảng Võ, và thực trạng này diễn ra ở cả những phố cổ sầm uất của Hoàn Kiếm, hay tại những con phố nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội như Đại Cổ Việt, phố Huế, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Hắc Đế. Nhiều mặt bằng kinh doanh hiện bỏ trống, treo biển cho thuê, từ quán cà phê, quán ăn tới cửa hàng thời trang, điện thoại, nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, trả lại mặt bằng cho chủ. Có những cơ sở buộc phải đóng cửa sau nhiều năm kinh doanh, nhưng cũng có những cơ sở chỉ vừa mới kinh doanh được 2-3 tháng đã phải trả lại mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp của Hà Nội được phép áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước với công trình sai quy hoạch, không có hoặc sai giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đây là quy định mới trong luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua. Quy định này được kỳ vọng sẽ là một biện pháp đủ mạnh để xử lý dứt điểm những công trình chây ì không chịu khắc phục những vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy hầu hết các hộ kinh doanh chưa thể khắc phục về phòng cháy chữa cháy đều đồng thuận với quy định này. Cơ sở lưu trú này vừa bị đình chỉ hoạt động sau đợt tổng rà soát nhà trọ, cơ sở lưu trú không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vừa qua, các vi phạm. Tuy nhiên, đến nay chủ cơ sở này vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục. Trước quy định Hà Nội được cắt điện nước các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú đồng tình, ủng hộ và mong muốn có một lộ trình rõ ràng, cụ thể. Tôi cũng mong muốn là các cái bộ phận ban ngành thì cũng sẽ có những cái hướng dẫn trước, sau đấy là để cho các cái cơ sở có thể thực hiện được.
Và sau đấy nếu như mà trong trường hợp mà các cơ sở mà không thực hiện và không đảm bảo thì sẽ có các cái biện pháp để có thể là cắt điện cắt nước trước. Tính mạng con người quan trọng nhất thì đối với nhà nước quy định thấy thì mình thấy hợp lý thôi. Còn mình thì mình cảm thấy với cá nhân mình thì mình cũng tuân thủ thôi, và cũng quan trọng là mình làm kinh doanh thật, đồng tiền nó cũng quan trọng nhưng mà tính mạng con người quan trọng hơn. Theo các chuyên gia, quy định chính quyền cơ sở được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là giải pháp mạnh tay và cần thiết để xử lý những công trình vi phạm các quy định nghiêm trọng, coi thường pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ nên là biện pháp cuối cùng bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người dân khác đang sinh sống trong công trình. Cái giả soát đánh giá đó thì cũng không phải lần đầu tiên. Sau cái đám cháy cách đây 9 tháng thì cũng đã làm. Và trong nhiều năm nay các địa phương cũng đã làm. Nhưng cái giả soát đánh giá đó cũng là quan trọng. Nhưng mà sau đó là anh đề xuất cái giải pháp nào còn quan trọng hơn. Nếu mà vẫn dựa vào những cái nền tảng là pháp lý, những cái quy chuẩn vi phạm, tôi cho rằng là còn vô cùng lúng túng. Cái việc mà họ chống đối này này nọ thì cắt điện nước là bình thường. Đây là một biện pháp nằm trong cái vấn đề mà giữ gìn cái kỷ cương phép nước thôi. Nhưng cái đó chúng ta không khuyến khích. Chúng ta phải làm ngay từ đầu, phải đảm bảo được cái đó thì mới cho kinh doanh, mới cho sử dụng, mới cho xây dựng. Vừa qua quá trình rà soát, tính đến ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đối với 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn, xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động. Bên cạnh đó, thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Tam Giác, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yesin ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm của quận 1. Song nơi đây cũng đang tồn tại những khu dân cư, xóm nhà được coi là nghèo bậc nhất. Nghèo và khó đến độ người dân phải chia ca ngủ hoặc phải ra đường ngủ vì nhà có diện tích quá nhỏ. Chuyên mục Dò hàng của phố Bất động sản ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy cận cảnh những ngôi nhà siêu nhỏ tại khu chợ gà, chợ gạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ gà, gạo tập trung các gian hàng san sát nhau, được nối liền bởi những lối đi chật hẹp, chỉ rộng khoảng hơn 1 mét. Nơi đây từ lâu đã trở thành địa điểm buôn bán, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều hộ dân. Toàn bộ khu chợ có diện tích khoảng 3.400 m2, tổng cộng có 237 sạp, trong đó khu chợ gà có 113 căn, 112 hộ và 458 nhân khẩu. Chợ gạo có 57 căn, 80 hộ, 332 nhân khẩu. Hẻm số 3 Jackson có 67 căn, 45 hộ và 171 nhân khẩu. Hàng chục năm qua, người dân khu vực chợ gà, chợ gạo phải chật vật sinh hoạt trong những căn nhà siêu nhỏ với diện tích chỉ khoảng 2 đến 4 m2. Trong 237 căn nhà tại đây, đa phần đều là những hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng sống trong các căn hộ có diện tích nhỏ, diện tích chật hẹp, sinh hoạt của người dân trong khu vực đều bị hạn chế và bất tiện. Hầu hết, người dân khu vực này đều phải tận dụng lối đi trước nhà để sinh hoạt cá nhân, nấu nướng, ăn uống, thậm chí việc ngủ cũng phải chia ca. Hiện, khu chợ đã xuống cấp, khoảng cách giữa các sạp, nhà dân, các lối đi không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy và an toàn thoát hiểm. Đến đây, bản tin phố Bất động sản ngày 10 tháng 7 xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.